Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào quý vị khán giả, chào Minh Châu. Dạ, em chào cô. Đố Minh Châu biết acid folic là gì nè? Acid folic... Dạ không biết. Acid folic hoặc là muối của acid folic là folate là một chất rất là cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là cho các thai phụ nữa. À, như vậy có nghĩa là bên cạnh cái việc bổ sung protein nè, chất khoáng nè, thì mình còn phải bổ sung acid folic phải không cô? Chắc chắn rồi, cả cơ thể của chúng ta và các thai phụ thì rất là cần acid folic để gia tăng cái sự phát triển của tế bào. Nhưng mà không biết loại thực phẩm nào có acid folic hả cô? Có nhiều lắm chứ, ví dụ như trong tuần này đó thì chúng ta đã giới thiệu cho quý vị khán giả món đọt su su xào với thịt bò này, rất là giàu acid folic. Còn trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta lại giới thiệu với quý vị khán giả một món ăn mà sử dụng những cái loại thực phẩm như là bông cải xanh nè, bông cải trắng và bắp non. Đây là những loại thực phẩm giàu acid folic. Không biết một món ăn mà vừa đầy đủ tiêu chí là ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui lại còn giàu acid folic là món gì vậy cô? Đó là món tôm hấp rau củ. Để thực hiện món tôm hấp rau củ thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 250g tôm đã bóc vỏ, 100g bông cải xanh, 100g bông cải trắng, 100g bắp non. Ngoài ra chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm là 100g bí đỏ, một ít thì là cộng hành trắng, cà rốt băm nhỏ, hành, tỏi băm và một ít bột bắp. Ngoài ra quý vị khán giả cũng chuẩn bị các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta mua tôm về thì chúng ta phải rã đông đi, sau đó rồi mình sẽ lau khô và mình chuẩn bị đập dập ra để quết nhuyễn. Rã đông hả cô? Như vậy có nghĩa là cô đâu có mua tôm tươi đâu. Trong món ăn này thì chúng ta sẽ sử dụng tôm đông lạnh chứ chúng ta không sử dụng tôm tươi, là vì thứ nhất là tiện lợi ha. Còn lý do thứ hai nữa là vì trong tôm đông lạnh đó chúng ta có sử dụng một ít cái phụ gia, đó là polyphosphate. Đây là một loại phụ gia có tác dụng làm cho tôm trở nên giòn và trong quá trình bảo quản thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ cho vào một cái cối và quý vị khán giả sẽ quết nhuyễn phần này. Phần này thì Minh Châu rất là sở trường, cô nhờ Minh Châu nha. Dạ đúng rồi, cái này là tập thể dục nè. Phần bông cải trắng, bông cải xanh này đó thì chúng ta tách đôi ra như thế này. Phần bắp non này đó thì chúng ta chọn những trái nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, đừng chọn những trái to quá. Xong rồi sau đó mua về mình rửa sạch thôi, để nguyên như vậy chúng ta không cần cắt ra. Phần bí đỏ này mua về thì chúng ta sẽ gọt bỏ phần vỏ đi, bỏ phần ruột. Và bây giờ chúng ta sẽ sắc lát ra như thế này, khoảng chừng 2 ly thôi. Sau đó đừng có cắt đứt, rồi chúng ta lại cắt thêm một nhát nữa. Ủa vậy hả cô? Đây, cô làm lại cho Minh Châu coi nè. Hay là đó. Cô Thảo đang tạo hình gì đấy ta? Không phải tạo hình gì cả, mà vì lát nữa chúng ta sẽ cho phần tôm vào phía bên đây nè. Cộng hành trắng nè, đập nhập băm nhỏ. Quý vị khán giả, quết tôm gần được rồi đó thì chúng ta sẽ cho cái phần đầu hành lá vào nè, khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, 1/3 muỗng cà phê tiêu và một chút đường thôi. Rồi, Minh Châu giúp cho cô quết đều lên nha. Dạ. Còn một nguyên liệu cuối cùng là thì là nè, mình sẽ băm nhuyễn ra, sẽ cho cái phần thì là chúng ta băm nhỏ vào. Bây giờ cô sẽ múc hết ra tô để cho chúng ta sẽ dễ trộn các nguyên liệu này. Cô sẽ cho hết phần cà rốt băm này ra, rồi cô cho thêm một ít tỏi băm nè, một ít hành băm vô nữa nè. Chúng ta sẽ tận dụng thời gian bằng cách là mình sẽ đặt một cái nồi nước lên bếp để mà chờ nước sôi. Quý vị khán giả sẽ cho hết cái phần rau củ này vào trong một cái tô này nha. Kế đó thì chúng ta sẽ rắc vào một ít hạt nêm Aji ngon, dùng một cái dĩa đậy lại và chúng ta xóc lên cho thật đều như thế này thì giúp cho cái phần rau củ nó sẽ có cái vị đậm đà hơn rất là nhiều và ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái giai đoạn tạo hình. Đầu tiên chúng ta sẽ thoa một ít cái phần dầu lên trên tay, mà ít thôi, đừng có quá nhiều. Chúng ta sẽ lấy một cái phần tôm nè, khoảng chừng một muỗng cà phê. Sau đó là lấy cái phần bông cải này cho vào và chúng ta bọc cái phần bông cải này lại. Cuối cùng thì mình lấy một ít dầu nè, mình thoa để cho nó có cái độ láng mịn của cái miếng tôm. Như vậy là xong đó. Wow, hay quá à. Cuối cùng là cái phần bí đỏ, cô sẽ cho nó vào giữa này. Chúng ta cũng trét đầy cái phần tôm quết này. Cô cũng có chuẩn bị một ít cái hành lá nè. Chúng ta sẽ đặt cái hành lá này lên trên cùng để cho nó có cái màu xanh đẹp. Như vậy là xong cái phần bí đỏ. Phần bột bắp này chúng ta sẽ dùng rắc đều lên trên những cái phần tôm này, đặc biệt là những cái phần rau củ nào mà nó có phần tôm lộ ra ngoài đó thì mình sẽ rắc lên trên. Rồi Minh Châu giúp cô mở nắp cái phần nồi hấp ra. Dạ, rồi. Cho vào đi em. Rồi. Đậy lại và chờ đợi thôi. Chúng ta đậy nắp lại và chờ cho cái phần rau củ này chín. Rau củ rất là nhanh chín. Và tôm cũng nhanh chín. Đúng nữa. Rồi, cho nên chúng ta chỉ cần hấp sôi lên khoảng chừng 5 phút hoặc là 6 phút thôi thì là nguyên liệu cũng đã xong. Đó. Rau củ chín rồi đó Minh Châu.
chúng ta sẽ lấy ra ngay, chúng ta không nên hấp quá kỹ, vì khi hấp quá kỹ như vậy thì rau củ sẽ mềm và sẽ mất đi độ ngọt của phần tôm nữa. À, như vậy là mình chỉ hấp vừa chín tới thôi phải không cô? Rau củ vừa giữ được độ giòn nè, tôm vừa chín tới mà cũng rất là thơm ngon nữa. Chính xác. Phần làm sốt thì cũng nhanh lắm. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng chừng 2 muỗng canh sốt mayonnaise mayo nè, cho khoảng 1 muỗng tương xí muội vào. Sau đó cô khuấy nó lên như thế này, như vậy là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cho những cái phần tôm hấp rau củ này ra dĩa nè. Phải cho cái phần bí đỏ này vào. Đúng rồi, làm sao mà quên bí đỏ được. Còn đây là phần của Minh Châu nè. Em cảm ơn cô ạ. Khi mà ăn cái miếng rau củ này vào á, thì cái đầu tiên mà em cảm nhận được đó là độ giòn. Rau củ cũng giòn mà tôm cũng giòn nữa. Mà tôm không chỉ có là giòn không đâu nha cô. Khi mình ăn kỹ vào miếng tôm mình còn thấy có độ giòn của cà rốt nè, và cả mùi thơm của thì là nữa nè. Không ngờ là chỉ có rau củ nè, tôm nè và các loại gia vị rất là thông thường thôi mà cô Dự Thảo đã làm nên một món ăn rất là ngon. Món ăn này không chỉ chúng ta ăn chơi với nhau nè, ăn cơm nè, mà đãi tiệc Minh Châu nghĩ là cũng rất là thích hợp nữa. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Và quý vị cũng đừng quên thường xuyên giữ liên lạc với chương trình theo hai cách rất quen thuộc, đó là hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Chương trình rất mong mỏi nhận được những ý kiến đóng góp quý vị để ngày càng hoàn thiện hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.